Thế bé Thư có sợ bị chọc mũi không? Chọc mũi có đau không hả cậu? Đau? Chọc mũi mà lại không đau à? Bác sĩ, người ta lấy cái que vừa nhỏ vừa dài thế này này, chọc vào mũi ấy. Mẹ, con ở nhà với bà đi, mấy hôm nữa hết dịch bà đưa con ra. Bà hứa mấy lần rồi mà đã hết dịch đâu. Chờ vài hôm thì chết à? Sao có 1-2 hôm mà phải đi chọc mũi con bé? Vừa tốn tiền lại xếp hàng dài dằng dặc ra, nhỡ mà con bé lây luôn thì sao? Thì mình cũng phải thông cảm. Mà mẹ yên tâm đi, bọn con chọc mũi suốt nên có chỗ quen. Con gọi điện hẹn trước rồi, không phải chờ đâu. Ở nhà với bà à? Nhớ. Tôi tạm giữ anh vì liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, dùng kinh phí nhà nước để đưa hối lộ, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho tiền ngân sách chống dịch. Anh nói thế thì chết em. Tội to như thế em không gánh nổi đâu ạ. Pháp luật không làm oan sai cho ai cả. Trách nhiệm của tôi là lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra. Bây giờ tôi sẽ hỏi, anh trả lời, đề nghị anh hợp tác. Dạ vâng, em sẽ hết sức hợp tác. Mong sao sớm có lại được sự tự do. Bởi vì em đang còn dang dở rất nhiều các cái công trình nghiên cứu, nhất là cái khâu vaccine, sắp tới là bên em sẽ đưa vào thử nghiệm. Khoan, chưa nói đến vaccine vội. Tại sao Khải Tuấn được giao sản xuất bộ sinh phẩm KT? Tôi chỉ biết vụ trưởng bằng là người hậu thuẫn cho Tuấn làm ăn. Tôi chỉ là người góp vốn và ký tá những hợp đồng. Còn mọi mánh khóe tôi không biết. Cái gì anh cũng không biết. Vậy thì bây giờ anh nói những cái gì anh biết đi. Các anh đã hẹn nhau đi đâu, gặp ai và hoàn tất những thủ tục gì? Tuấn chỉ nói tôi ra biển gặp một người để ký tá. Còn ký cái gì tôi cũng không biết. Người Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ, thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì thật ký. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con mẹ mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài miễn tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn bắt. Win-win. Đôi bên cùng có lợi.